Hi, xin chào các bạn. Vâng, rất vui được gặp lại các bạn. Chương trình Bi Siêu ngày hôm nay trở lại với nội dung chương trình. Hôm nay tôi đang giới thiệu chúng ta về những cái mô hình trồng mít. Vâng, các bạn, xin giới thiệu chúng ta về những cái mô hình trồng mít rất là đẹp. Đây là các bạn nhận đây là những cái cây mít với rất nhiều loại, đặc biệt là mít Thái. Vâng, thưa các bạn, đây là tôi mời các bạn chúng ta đến thăm một cái mô hình trồng mít rất là hiệu quả. Đây là những cái cây mít đang được ra quả các bạn này. Quả rất là nhiều phải không ạ? Vâng, và rất là nhiều những cái cây trồng khác. Năm nay cũng là cái năm mà có thể nói là rất là được mùa. Ngoài ra thì đây là cách mà chúng ta đang kết hợp với lại việc sử dụng ao để nuôi tôm các bạn nhé. Vâng, và tận dụng những cái đất thừa thì đây là cách chúng ta đang trồng những quả sữa để làm thức ăn cho cá. Đây các bạn nhé, đây là những cái cây mít rất là nhiều quả. Đang năm nay là cái năm mà đang bắt đầu ra lần thứ hai. Vâng, những cái mít này thật ra thì cũng mới trồng được khoảng 3 năm nhưng mà nó cũng rất là hiệu quả kinh tế rất là cao các bạn nhé. Nên là nó bắt đầu ra rất là nhiều quả và quả ăn rất là ngon. Mít Thái là một loại mít mà tuy là cái vị ngọt nó không quá đậm như là mít ta, xong thì nó ăn rất là giòn và vị ngọt vừa. Đây các bạn nhé, là những cây mít đang mới chưa ra quả các bạn. Vâng thưa các bạn, những cái mô hình đang mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho nông dân của chúng ta phải không ạ? Đây là những cái vườn của sữa các bạn nhé. Kết hợp với trồng mít thì chúng ta có thể trồng những vườn của sữa để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi rất tốt. Rất là đẹp không các bạn? Vâng, một phong cảnh rất là mát, đẹp và mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho những người trồng của chúng ta. Vâng, đây là những quả mít đang được ra các bạn nhé. Vâng, trong cái số chiều đang làm lung lay những cây mít và những ngọn cỏ rất là đẹp không ạ? Thưa các bạn, video ngày hôm nay tôi đang giới thiệu chúng ta về cái mô hình trồng mít và những cái vườn mít mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Vâng thưa các bạn, video ngày hôm nay tôi đã giới thiệu chúng ta
về những cái mô hình trồng mít rất là đẹp các bạn nhé. Vâng, kết hợp với lại trồng quả sữa. Xin chào các bạn nhé.